Xin chào mọi người, hôm nay Lòng Chim Bánh Quách sẽ giới thiệu cho mọi người một số bộ cắm da màu khuyên đất mì hàng Trung Quốc, hàng cũ chính đường, vẽ tay cực kỳ đẹp. Đây là các bộ cắm cao cấp nha mọi người. Rất là đẹp. Đây, mọi người mà quan tâm đến những cái bộ cống này á, thì liên hệ trực tiếp với bên em thông qua cái website minhongmich.com nha mọi người, hoặc là cái fanpage Lòng Chim Minhongmich. Clip em giới thiệu sơ sơ về một số bộ cống thôi. Đây là tam anh chiến lửa bố nha mọi người, rất là đẹp, miệng tráng kim, cụ chính đường, nhìn rất là đẹp. Đây cũng là tam manh chiến lửa bố. Đây, cá chép vượt vũ môn. Tất cả đều là vẽ tay, hàng cũ chính đường nha mọi người. Rất là đẹp. Hàng cao cấp. Giá thì nó từ 700-800 cho đến 4-5 triệu một bộ, tùy mẫu nha mọi người. Đây là một bộ rộng cũng rất là đẹp. Rất là đẹp nha mọi người. Bộ hoa nè. Bộ này cho đất thì ok nè. Rất là đẹp. Vạn hoa lắp cho lòng đất thì rất là đẹp. Long phụng này chắc long phụng sâm bay quá, rất là đẹp nha mọi người. Miệng tráng kim, vẽ tay toàn bộ cực kỳ đẹp. Em giới thiệu sơ sơ thôi. Giá thì em sẽ báo sau cho mọi người nha. Đây, bát tiên dự bàn đào, một siêu phẩm cực kỳ đẹp, quá đã. Hà tiên cô nè mọi người. Đây là bộ khuyên. Miệng tráng kim luôn nha mọi người. Rất là đẹp. Tam Quốc. Sơn thủy. Quá đẹp nha mọi người. Zoom lại gần cho mọi người xem cái bình hoa.
Rồi. Clip cũng khá là dài rồi. Em xin nhắc lại, anh em nào mà quan tâm đến các bộ cống tàu hàng vẽ tay cũ chính đường thì liên hệ trực tiếp với bên em thông qua cái website là minhongmich.com hoặc là cái fanpage lồng chim minhongmich hoặc là phụ kiện lồng chim minhongmich nha mọi người. Đây là một bộ cống mi nè mọi người, mi cu đều xài ok, sơn thủy cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Rồi, em giới thiệu sơ sơ thôi. Rồi, anh nào quan tâm bộ nào thì cứ liên hệ em sẽ giới thiệu nhiều hơn. Rồi, dưới đây em giới thiệu sơ sơ cho anh em xem trước một số mẫu. Rồi, xin cảm ơn.